Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn đừng quên like, đăng ký để cập nhật clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận một tốc cần có ký hiệu là REM card từ dán X1REM. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả thứ nhất, mở link phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow tờ Twitter nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi, tiếp tục chậm thứ hai thì các bạn vào đây request event đó nè các bạn. Rồi, trên Twitter thì các bạn like nè, dạng như Twitter nè các bạn. Rồi, các bạn claim một câu bình luận bất kỳ nha các bạn, bạn Twitter nè. Sau khi Twitter xong, bạn mới đắp đợi lên phòng nè các bạn. Các bạn join tiếp kênh Telegram Seller nữa. Rồi, các bạn join vào các bạn. Sau khi các bạn join vào thì bạn mới đắp được nè. Rồi, trong đầu tiên thì các bạn điền khai báo thông tin của tất cả là email của tất cả các bạn nè. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán nè. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram tất cả đang sở sao nè. Thì bạn vào setting copy username Telegram mình nha các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn lấy Telegram nhiều lần lắm rồi các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin của chính xác khi các bạn. Rồi bạn bấm tiếp nè. Tới trang số 2 coi. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ GBMB Smart Chain trên dưới chocolate nha các bạn. Rồi bạn sao chép nữa. Hoặc là MetaMask. Mình dán như đây. Tiếp tục thì bạn gửi lên cái link request nè các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào bài cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi bạn bấm vào chia sẻ nè. Bạn sao chép liên kết nè các bạn. Rồi bạn bấm đắp lên nè. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là xong. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận một top cần Xtreme. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.